Rò rỉ clip hiếm tại tang lễ Phi Nhung, ai nấy nghẹn đắng khi phát hiện Mạnh Quỳnh âm thầm làm điều đặc biệt, ý nghĩa nghe mà đau xé gan ruột. Hơn 2 tháng Phi Nhung rời xa cõi trần là hơn 2 tháng khán giả, người thân, bạn bè đối mặt với nỗi đau khôn nguôi. Được xem là người tình sân khấu, Mạnh Quỳnh trở thành cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Lúc sinh thời, giọng ca Chiều Lên Bản Thượng cùng Mạnh Quỳnh đã viết nên câu chuyện tình bạn đẹp như tranh vẽ, khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Đối mặt với sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh dường như chưa thể nguôi ngoai đi niềm thương xót. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên VM đã sưu tầm lại đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh Mạnh Quỳnh tại tang lễ của bạn thân. Đáng chú ý, tại đây, nam ca sĩ 7X đã quyết định dùng bữa cơm chay. Trong quan niệm của Phật giáo mà Phi Nhung hướng tới, việc ăn chay thể hiện cho sự thanh tịnh. Không dùng đồ ăn mặn tang lễ Phi Nhung là cách Mạnh Quỳnh hồi hướng công đức đến người quá cố. Sự tinh tế của Mạnh Quỳnh khiến cư dân mạng không giấu nổi xúc động. Trước đó, khi hay tin Phi Nhung qua đời vì nhiễm Covid-19, anh cũng đã thay đổi ảnh đại diện Facebook thành màu đen cùng dòng trạng thái đẫm nước mắt. Kể từ thời điểm đó đến nay, mỗi khi xuất hiện, Mạnh Quỳnh đều diện những trang phục tối màu để đội tang trì kỵ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ đậm sâu, tình bạn trên cả vàng ngọc với Phi Nhung. Với sự đồng điệu về âm nhạc cũng như lối sống, Mạnh Quỳnh Phi Nhung được xem là cặp đôi vàng trong làng Bolero. Mỗi tương tác qua lại của cả hai trên sân khấu đều khiến công chúng tan chảy vì quá ngọt ngào.